Những chiếc ốp lưng trong suốt giữ được nguyên dáng và màu của máy rất là đẹp như này Cộng thêm cái thiết kế mỏng nhẹ cầm nó rất là đã Thì luôn là một trong số những lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt Nam từ trước đến nay Tuy nhiên hiện tại thì smartphone cả mặt trước mặt sau đều được làm bằng kính Thế nên là nó rất là dễ vỡ và rất là nguy hiểm Mỗi lần rơi thì có thể mất đi rất là nhiều tiền rồi Thế nên những cái chiếc ốp lưng này có còn phù hợp nữa hay không và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến với anh em một mẫu ốp lưng trong suốt giữ được nguyên dáng và màu của máy và nó cũng không quá dày Nhưng chúng ta lại có một cái khả năng bảo vệ cực kỳ tốt đó là ốp lưng UAG Prio Đạt tiêu chuẩn chống đập 810G của quân đội Mỹ Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp ra xem bên trong cụ thể nó như thế nào nhé Cái ốp lưng này thì được phân phối bởi cái nhà phân phối là NDTL Tại Việt Nam tuy nhiên là lâu lâu bên mình vẫn có một số những hàng sách tay về thì giá nó sẽ tốt hơn Anh em muốn biết giá thì cứ click vào link dưới phần mô tả Chúng tôi sẽ luôn luôn có một cái giá và một số những ưu đãi tốt nhất có thể và đây, bạn có thể thấy là một chiếc ốp lưng trong suốt Đây, trong suốt luôn, trong mắt Nó sẽ giữ được nguyên dáng và màu máy Lát nữa chúng ta sẽ cùng lắp vào xem cảm nhận các thứ nó như nào Và đặc biệt ốp lưng bằng nhựa cứng Thứ nhất là nó bảo vệ rất tốt cho mặt lưng Và thứ hai là dùng lâu nó sẽ không bị ố màu như những chiếc ốp lưng silicon Gần như là bạn chỉ cần mỗ một lần thôi là dùng mãi Không bao giờ phải thay nữa luôn, trừ khi bạn muốn thay thôi năm nay thì nó có một chút cải tiến phần đằng ngoài nó có những hạt sần nhỏ li ti để nó chống xước tốt hơn và bên trong vẫn có những hạt sần nhỏ li ti để tản nhiệt tốt hơn và nó không bị dính còn cái phần viền của nó thì nếu mà đã ai đã dùng ug Plyo thì cũng rất là quen thuộc với cái mẫu URG này rồi Nó cái viền màu xám xám này thì dùng lâu nó không bị ố Đấy, ở đằng sau có logo ug này Và quá trình lắp vào thì rất là dễ thôi, nó ôm cực kỳ khít, cực kỳ sát Nhưng chúng ta cứ đẩy mạnh vào bởi vì viền bằng nhựa dẻo thế nên là không sợ chơi viền máy đâu Lắp vào cảm giác đầu tiên nó là làm dày máy lên, đấy là điều nhiên, ốp lưng chúng nó đập mà Điều thứ hai đó là nó sẽ mất đi hoàn toàn cái cảm giác trơn mà chiếc Note 20 Ultra mang lại Chúng ta sẽ có một cái sự cân đối hơn ở phần camera nhìn nó đỡ lồi ra hơn đây, cầm nó rất là chắc chắn Mọi chi tiết đều được hoàn thành rất tỉ mỉ và sắc nét Đó, cầm nó rất là đã Nói chung là mới dùng thì chắc chắn ai cũng sẽ hơi khó chịu một chút Vì cái phiền là nó sẽ dày lên Tuy nhiên là mình nghĩ là dùng vài hôm thì nó sẽ cảm giác là sướng tay, đã tay thôi Chắc chắn là khách hàng mình thì rất là nhiều rồi Còn phần mặt lưng này thì dùng lâu nó không bị ố Cũng là một cái ưu điểm rất rất lớn Nó sẽ luôn luôn giữ được nguyên dáng và màu của máy cực kỳ đẹp Màu đồng này quá đẹp luôn đúng không và cái màu lưng mặt lưng của Playo năm nay làm rất tốt phần viền camera thì được làm nhô cao lên như này thì nó sẽ bảo vệ rất tốt cho cụm camera luôn bạn có thể rơi rất thoải mái những cái clip lơi rơi máy của mình thì có rất là nhiều từ những đời trước thì chắc là mình không cần phải làm rơi lại nữa bạn có xem trên kênh youtube của mình nhé còn nếu mà cẩn thận hơn thì đây tại đây thì mình cũng có tặng luôn một cái kính cường lực camera luôn bởi vì tiết diện camera nó khá là lớn nó cũng khá là dễ xước thế là bên mình cũng tặng kèm luôn cái kính này bảo vệ cực kỳ tốt luôn cái phần viền này ấy, thì bạn thử đẩy ra thì mới biết được cái cảm giác là nó ôm chắc như thế nào đẩy ra nó không hề dễ đâu đây hai tay đẩy này thì bạn có thể thấy là khi mà nó nhô cao lên như này ấy, rơi sấp xuống thì sẽ không ảnh hưởng gì mặc dù hai cạnh trái và phải ấy, thì nó vẫn để lồi ra như này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái màn hình cạnh không bị vướng các thứ khi sử dụng và vuốt viết các thứ nó vẫn đã nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm của người dùng cả nhưng mà khi rơi lưu ý là rơi xuống mặt phẳng thì nó mới bảo vệ được nhé còn rơi xuống mặt gồ ghề thì nó còn hên xui nhưng mà đương nhiên là xuống OG thì cái gì cũng chẳng bảo vậy đâu, cường lực hay cái gì thì chắc là cũng bay hết thôi. Đây tất cả nhờ cái viền cạnh trên cạnh dưới nhìn nó đơn giản thế thôi nhưng mà nó lợi hại lắm. Và nhìn chung là cái Plyo năm nay nó cải tiến hơn rất là nhiều rồi. Cái mặt lưng cầm thích hơn này, bốn góc thì nó không còn nhô ra quá nhiều, nhìn nó đỡ thô hơi. Và cái UG thì nó sẽ không còn như lúc trước kia là nó chủ yếu chủ yếu là chỉ phù hợp với nam tính nữa mà bây giờ những chiếc như này thì cả nam cả nữ đều dùng rất đẹp. À, còn một cái điểm nữa đó là cái phần viền này này nó được làm nhô cao ra nó sẽ bảo vệ cho cái bút nếu mà ai đã sử dùng từ cái đời bút nốt 5, bút nốt 7, nốt 8, nốt 9 thứ thì bút thì chẳng hỏng nhưng mà rơi bút thì rất là nhiều nhưng nhờ những sử dụng ốp chống va đập này thì nó sẽ làm nhô cao tại phần viền này thì chúng ta sẽ đỡ bị rơi bút lúc nào không biết luôn đó và ở đây à đây bạn có thể nhìn kỹ nhá khi mà có phần bóng bóng đen mình ấy, bạn có thể thấy những hạt sần li ti nhìn rất là đẹp đối với những cái ốp lưng silicon bình thường nó không có cái phần này ấy, thì nó sẽ dính dính vào mặt lưng khi mà có nước ấy, thì nhìn nó rất là khó chịu nhưng mà đây bạn có thể thấy màu đồng nhìn nó rất cân đối rất rất đẹp đúng không nói chung ấy, năm nay prio nó được cải tiến rất rất nhiều về năm ngoái và anh em nếu thích sản phẩm này thì có thể truy cập luôn website phụ kiện x vn để mua với giá tốt nhất hoặc là click vào link dưới phần mô tả chúng tôi có đầy đủ link đến lazada shopee cũng như là website facebook để mua hàng một cách dễ dàng nhất cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo